Anh con xanh trả rồi đúng không? Được chưa? Tí nữa cứ kéo mạnh tay vào rồi. Sen đỏ. Hello các bạn nhá. Hôm nay sẽ thả con sen đỏ cho các bạn xem nhá. Ấy da. Sáo đẹp nhờ. Ôi thế anh nhận khen đẹp của em. Nhìn bộ sáo đẹp đấy. Được. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Gió này chắc lên được đúng không nhỉ? Ngon luôn đúng không? Nhìn mất. Ok các bạn, giờ sẽ đi thả con này cho các bạn nhé. Phải cuộn lại cái đống dây này đã. Này các bạn này, dây đang lung tung hết rồi. Ok anh em nhé, giờ sẽ đem con sen này đi thả nhé. Sen trắng à? Sen trắng. Ê. Chờ mà sau bao nhiêu hôm mới có gió để đi thả. Giờ sẽ đã con này đóng hòa âm nhé các bạn nhé. Cá khéo xung rồi. Kinh nhờ lần này ăn chơi thế, chơi cả ấy à guồng của khách à. Hôm nay là vào dụng chuối thả nhé. À đỗ thu hết rồi. Đỗ thu hết rồi. Chạy được nhờ. Ngon luôn. Đỗ thu hết rồi thì ngon luôn. Ấy cẩn thận mình cọc gãy gỗ sáo. 2m8. Cái thả lúc nào mà gãy đấy. Vừa lấy à? Ê. Thế thử thôi. Thử mà gãy luôn. Đấy, đứng đấy căng căng tí nhá. Đấy. Căng căng tí nhá. Anh sẽ. Ây da. Được chưa? Đấy, mình phải treo sang tận bên này đây. Đấy, nó lại. Được chưa? Không phải cẩn thận nó lại mắc vào cái. Rồi đấy. Đưa chạy bảo em nhá. Cứ căng đi. Ok các bạn nhá. Giờ đấy gió to rồi đấy, lên đây chuẩn bị đi. Từ từ là mắc dây rồi. Ấy đây. Lên đi. Gió dưới này như không có. Giờ mà hết đường chạy rồi là xong luôn đấy. Cẩn thận. Móc vào chuối. Chạy. Lên không? Cười đi. Bây giờ mà bắt được cơn là phát lại lên luôn, lên đẹp luôn. Đấy. Bắt được cơn là lên đẹp luôn. Đấy, đi vào tít ở tận trong này rồi đấy các bạn. Lên rồi. Ok rồi đấy. Đã lên. Rồi cho tít tay đằng đầu kia xong bắt đầu là thả dần dây ra thôi. Thả tụt tay lại quá. Rồi. Ôi, gió căng nhá mình ngủ ơi. Căng rồi. Được rồi đấy. Dây cũng căng đấy chứ. Đây rồi. Bây giờ nào. Đấy, các bạn nhìn dây căng ghét luôn. Căng nó không. Gió hức. Được. Cẩn thận. Vớ vẩn đấy. Đúng cái lúc nó cắm đầu xuống chạy là nó tụt xuống luôn đấy. Kìa, vẫn còn kìa. Ở dưới kia vẫn còn mấy con đây kìa. Mấy con ngoài tứ dương. Đây các bạn nhìn này, nó đây này, chấm đây này, một chấm đây này. Giờ nó chỉ như con tay thôi này. 4-5 con. Thế thì sợ gì. Vẫn lên được, ôi bơm hết cuộn kìa. Cuộn này mấy trăm? Ít. Nhưng mà anh thấy thả gông này nghe hơi mất thời gian. Mẹ bố cuộn kia còn kéo được, cái này kéo hơi khó. Nhờ.
Con này test đầu đúng không? Test đầu ở chợ khách đúng không? À, riêng mình chơi à? Chứ không phải riêng chợ khách à? Các bạn nghe tiếng sáo chưa? Chạy tí đâu? Ai đây? Thôi được rồi, thế này thôi. Nốt đi anh, còn một tí. 2m8. Tí là gió nó căng rồi bốc cứt đi. Thôi, buộc đi. Nốt. Ủa ra buộc cái bưởi kìa. Ôi, nhà này trời bưởi còn sót một quả kìa. Bị lấp kìa. Đẩy buộc cái bưởi. Không có cố tuôn nốt kìa. Thôi. Đây nhá, buộc cái này nhá. Chốt ở đây thôi các bạn. Bơm hết cuộn rồi. Trước kệ gì vẫn nên đổ bồi đỗ. Đỗ này không biết có bơm nước sâu không? Nhưng mà gió nghe nó hơi vẫn hơi chúc đầu đúng không? Hay là nhẹ quá? Nhở? Anh thấy nó hơi chúc đầu xuống ấy. Ok các bạn nhé, giờ sẽ buộc nó vào gốc cây này thôi. Rồi đi về nghe tiếng sáo. Rồi. Rồi, xong rồi. Thả ra thôi. Không giúp làm sao được. Thôi về thôi. Ok các bạn nhá. Anh em mình đi về nhà đây. Video tạm dừng các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video thả diều tiếp ngày mai nhá. Bao nhiêu ngày chờ hôm nay mới có gió. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ để lại cho mình một đăng ký và một nút like video. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào.